Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau một năm rưỡi thi công, dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã hoàn thành phần xây dựng thô. Hiện chủ đầu tư và các nhà thầu đang nỗ lực tăng tốc thi công, đưa dự án về đích theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo cập nhật tiến độ thi công của chủ đầu tư, đến nay dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng. Trong đó, phần thô nhà ga hành khách đã hoàn thành 100% với 112.000m2 sàn. Đã hoàn thành kết cấu bê tông cốt thép nhà ga. Liên danh nhà thầu đang triển khai thi công các cái hạng mục tiếp theo là kết cấu thép, hệ thống cơ điện của tòa nhà, hoàn thiện công trình, lắp đặt thiết bị cơ điện và thiết bị hàng không, thi công cầu dẫn và hạ tầng của nhà ga. Hiện khối lượng lắp dựng kết cấu thép nhà ga hành khách T3 đã hoàn thành hơn 43%. Riêng hệ thống cơ điện tại hai tầng hầm dự kiến hoàn thành trong tháng 9 tới. Tất cả các yếu tố thi công đã được kiểm soát cả về kỹ thuật, an toàn hay nguồn vật tư vật liệu. Tính đến ngày 30/4/2025 thì chúng ta còn 10 tháng nữa. Với cái quyết tâm phân bổ thời gian và cái cách quản trị chia nhỏ công trình ra làm thành các cái hạng mục nhỏ, các cái khu vực thi công nhỏ và thi công cuốn chiếu, quản trị khối lượng và tiến độ 15 ngày một lần, thì cho nên là chúng tôi chắc chắn là sẽ đưa công trình về đích đúng theo chỉ đạo của Chính phủ. Với việc chủ động triển khai 5 nhóm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ dự án, tại ca kíp làm việc 24/24, ứng dụng công nghệ, dự kiến từ tháng 9 đến cuối năm nay, nhà thầu sẽ lắp đặt hệ thống thiết bị hàng không. Toàn dự án được rút ngắn tiến độ 2 tháng theo yêu cầu của Chính phủ, khánh thành và đưa vào sử dụng đúng dịp 30/4/2025. Thưa quý vị, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương từ ngày 1 tháng 7 thực hiện tăng đồng đều 30% mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng một tháng cho tất cả cán bộ công chức. Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ của Bộ Nội vụ vào chiều nay. Cải cách chính sách tiền lương là vấn đề hệ trọng, lớn, nhạy cảm, tác động tới hàng chục triệu cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, tác động tới 50 triệu đối tượng hưởng các chính sách gắn với lương cơ sở. Do đó, khi triển khai vấn đề này, cần phải thận trọng, kỹ lưỡng, chắc chắn, toàn diện, rõ đến đâu thực hiện tới đó, không thể nóng vội. Đối với thực hiện cải cách tiền lương khu vực công, Bộ Chính trị đã thống nhất thực hiện 4 trên 6 nội dung đã rõ trong đề án cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7. Do phát sinh nhiều bất cập và cần phải thận trọng nghiên cứu từng bước, nên việc bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương chưa đủ điều kiện thực hiện. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết sẽ báo cáo Quốc hội cho phép thực hiện tăng lương khu vực công từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thống nhất tăng đồng đều cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang 30% trên cơ sở lấy mức lương cơ sở hiện hành từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, tăng 30%. Các trường hợp hưởng chính sách, chế độ gắn với mức lương cơ sở cũng được tăng tương ứng mức 30%. Chuyển dịch năng lượng hướng tới nền kinh tế xanh là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trên hành trình hội nhập, hướng tới phát triển bền vững và toàn diện. Đây cũng là nội dung của báo cáo kinh tế thường niên Việt Nam năm 2024 do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Friedrich Naumann Foundation Việt Nam tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Chiến lược phát thải ròng bằng không của Việt Nam đã cam kết sẽ giảm 43,5% lượng khí thải vào năm 2030. Cùng với đó, các quy định nghiêm ngặt về môi trường của các nước phát triển trên thế giới yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam cần tham gia nhanh và mạnh mẽ hơn nữa vào chuyển dịch năng lượng hướng tới xanh hóa nền kinh tế. Điều này vừa là thách thức, vừa là cơ hội để các quốc gia như Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Được tới cái mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 thì là một cái khoảng thời gian khá ngắn để chúng ta có thể thực hiện, thì theo tôi là cái thách thức đầu tiên. Cái thách thức thứ hai nữa là theo tôi là vấn đề thách thức về mặt công nghệ. Thế thì với những cái lĩnh vực năng lượng tái tạo khác thì theo tôi thì lĩnh vực công nghệ, thách thức công nghệ là một thách thức rất là lớn. Và một cái điểm thứ ba nữa thì có lẽ cũng chính là liên quan đến cả công nghệ, đấy chính là thách thức về mặt nguồn nhân lực để có thể có các cái sáng kiến, có các cái nghiên cứu về các cái nguồn năng lượng tái tạo mà chúng ta có nguồn nhân lực để chúng ta vận hành những cái mà chúng ta có thể là chuyển gọi là thu nhập từ nước ngoài những cái công nghệ mới.
Báo cáo Kinh tế Thường niên của Việt Nam năm 2024 đã gợi mở những giải pháp quan trọng, trong đó nhấn mạnh đến các gói tín dụng cho doanh nghiệp để đầu tư sản xuất bền vững, trung hòa carbon, đồng thời cần sớm công bố danh mục phân loại xanh để các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể dễ dàng tiếp cận các nguồn tín dụng xanh trong nước và nước ngoài.